Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhá. Hiện tại đang là buổi chiều của những ngày tháng 8 năm 2020. Và trước màn ảnh nhỏ của vị đây thì chúng tôi đang có một bộ cuốn thư câu đối gỗ mít. Và bộ này thì làm theo đơn đặt hàng của anh chị Thanh Hậu ở tại thành phố Hòa Bình. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể của bộ cuốn thư đây. Thì cái mẫu cuốn thư này cũng khá quen thuộc quý vị rồi. Thì tôi có hiện tại sản phẩm đang còn nguyên cái phần mọc và đã tỉa qua một nước lót bảo vệ gỗ rồi. Trước mặt quý vị là hình ảnh chiếc cuốn thư nhé. Thì tôi sẽ quay hình ảnh chi tiết của bộ sản phẩm này để cho anh chị Thanh Hậu tại Hòa Bình. Về mẫu cuốn thư thì là mẫu cuốn thư rồng hóa quý vị nhé, rồng hóa. Hai bên này vẫn là hình tượng một thanh kiếm và một cây bút, chính giữa là ba chữ Đức Lưu Quang trên nền gấm, cũng như là họa tiết hoa văn khác như là chim điểu rồi thì trái đào. Thì quý vị thấy đây hình ảnh thanh kiếm cây bút đây. Toàn bộ là sử dụng là chất liệu gỗ mita quý vị nhé, 100% là chất liệu gỗ mita. Phía bên này là đôi câu đối này. Đôi câu đối này thì là một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thịnh và một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Mẫu là mẫu quân đối câu đối phượng hóa quý vị ạ. Mẫu câu đối phượng hóa. Một mẫu khá là quen thuộc rồi. Đây. Toàn bộ là được đục chạm thủ công bằng tay, 100% là đục chạm thủ công bằng tay. Kích thước của cuốn thư này là dài là 1m97 và cao là 87. Về câu đối thì dài 1m97. Toàn bộ chất liệu gỗ mita. Okay, đây là hình ảnh tổng thể. Quý vị nào có nhu cầu quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Tôi được địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Website là đồ gỗ tùng8.com. Số điện thoại là 0987 510 886. Và rất cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem clip này. Và tôi xin kết thúc video đây là gửi tới anh chị Thanh Hậu tại Hòa Bình.